Xin kính chào quý các bạn. Nay mình nay tí ha quý vị. Có bứng một cây mai để phục vụ cho quý vị chơi Tết ha. Mình cũng đi theo mình quay cho quý vị xem và tham khảo. Được thì quý vị cảm thấy hợp nhãn cứ alo cho tí ha, số điện thoại của tí mình để trên tiêu đề ha quý vị. Còn quý vị nào mà xem kênh YouTube Ba Phim Mực Vườn chưa đăng ký thì hãy nhớ đăng ký và ấn chuông để theo dõi cập nhật những video về những cây mai ha quý vị, để mình có thêm cái động lực ha để đi sưu tầm những cây mai khủng độc lạ cho quý vị xem là chiêm ngưỡng tham khảo ha quý vị. Đây ở nhà này bữa nay cũng là ngày 22 Tết ha quý vị, cũng hai mấy Tết rồi, cũng cận Tết rồi. Ở nhà này mình thấy trồng nhân thọ rất là nhiều ha quý vị. Nói chung là trồng chỉ yếu là để chưng Tết chứ không có bán ha quý vị. Đó, chưng Tết quá không. Ở miền Tây ha quý vị. Ở này hiện tại mình đang ở chợ gạo Tiền Giang ha quý vị. Đây anh em tí với hai anh em đang bứng ha quý vị. Tí với Tèo. Tí với Tèo ha quý vị, Tèo tí ha. Cây này thấy mình thấy nói chung anh em bứng cũng khó ha quý vị, tại quý vị thấy nó nằm sát bức tường. Đó quý vị thấy ha. Phải đục bê tông, nói chung là cái này bứng cũng hơi khó ha quý vị, làm bầu được cũng hơi khó tại vì nó nằm sát quá sát bức tường, cách chừng gan rưỡi tay à. Cây này thì mặt bông nó vẫn có hả quý vị, có một số bông nó trổ sớm hả quý vị. Đây để mình lòn điện thoại vô mình quay cho quý vị xem ha. Đây mặt bông chừng nó 5 cánh hả quý vị. Có một số nó trổ bông hả quý vị. Còn những cái nụ nút nó vẫn còn hả quý vị. Đây. Nụ nút này ngay Tết rồi. Cái này là mình nghĩ là chơi ngay Tết là ok hết ráo không quý vị, có một số thì nó trậu sớm nó không ấy không quý vị, nhưng mà đây những nút nụ nó còn rất là nhiều không quý vị. Đây nụ nút nó không quý vị còn rất là nhiều không quý vị. Đây cây này chiều cao thì mình cũng cỡ 2,5 m không quý vị. Mình quay tổng quan cho quý vị xem toàn tổng thể cây ha. Chiều cao nó cũng tầm 2,5 m ha quý vị, tán ngang cũng cỡ 2 m ha quý vị. Cũng một thân một cốt luôn. Tay cành xương thì mình thấy cũng khá ổn ha quý vị. Đây tay cành vàng xương nó ha quý vị. Đây nút tụ nó quá bự ha quý vị. Cây này thì hồi nãy mình tí cũng có đo nạo sơ, nếu mà đo sát chỉ tí chuẩn ở đây là 40 chuẩn ha quý vị, còn đo trên đây là 36 ha quý vị. Nó thất thân nó tầm cỡ 2 tấc ha quý vị, 2 tấc rưỡi ha. Nhưng mà cây này nhờ cái bồ đề quá không quá vip quý vị. Xuống hơn này 4 tấc á thì có 4 tấc. Nhưng mà cái bồ đề này quá vip quý vị. Đế này mình thấy đặt kẹo luôn mà rất lực ha quý vị, đế lực ha. Mà bỏ đều 4 mặt hết ha quý vị. Đế này giống như đế bạch tuộc không quý vị. Nùi nùi đế luôn, rất lực. Rồi anh Tèo anh né cho em quay cái bộ tổng thể bộ đế. Đây anh tuột cứ quay kìa. Đây ha quý vị. Bộ đế giống như đế bạch tuộc ha, nùi nùi đế sổ kính mít đặc kẹo luôn ha quý vị. Rất lực ha. Nè, công đế ha. Cả cầm tay vô không xin nhê ha quý vị. Bỏ đều hết 4 mặt có trong đây bức tường mình quay cũng hơi khó quý vị thông cảm ha. Bạch tuộc mà giống như đế thú không quý vị, để nó nám đế thú không. Trời. Đây mặt bọc nó không quý vị. 5 cánh chuẩn không quý vị. Quý vị xem cảm thấy cây này hợp lý ha. Nó vô form của quý vị thì cứ liên hệ với tí số điện thoại mình để trên tiêu đề ha quý vị. Giá cả mình cũng giá cho anh em về phục vụ cho quý vị chơi Tết ha. Giá cũng bình dân quý vị ơi. Quý vị coi kênh Ba Phim Mực Vườn, quý vị nào chưa đăng ký kênh
hãy đăng ký và nhấn chuông để theo dõi cập nhật thông báo những cái video mới ha quý vị, cho quý vị đừng để cho kênh Ba Phi Mực Vườn có thêm cái động lực để đi tìm những cây độc lạ khủng về những cái kiển cho quý vị xem tham khảo ha. Đây ha quý vị, giờ anh em cũng đã làm bầu khúc ngoài xong rồi, giờ chỉ còn ở cặp cái dách hàng rào ha quý vị. Nói chung là bứng cái này nó cũng khó thì nó không khó, nhưng mà có cái nó lâu không quý vị, phải dùng đục để chứ không có lấy giá mà để sắn được ha, làm từng ly lấy từng miếng ra không quý vị. Đây lấy ngách nè, nó với ngách bệnh chọt cho nó thông qua quý vị. Này nói chung là tí bứng cái nghề này cũng mười mấy năm rồi, trời trời năm mấy rồi. Nhưng mà có mấy cây này thiệt, chứ theo như mình nghĩ là nếu mà gặp trường hợp vậy chắc mình bứng không được đâu. Thấy nó khó bứng quá, khói bê tông vẫn còn dính miệng bầu không có gì thấy à. Còn anh Tèo thì anh lên bứng cây kia không có gì, bứng hai cây. Tèo với tôi đang quay tí tèo tột tột thì đang quay, còn tí thằng tèo làm thấy mẹ luôn cái gì. Mày giờ phải lấy đục sắn vô từ từ không có gì. Đây mình tổng quan từ trên cao quay xuống không có gì. Bông nó quý vị. Cây này lên thân nó dặn ha quý vị. Lên dặn ha, khúc dưới ha. Lên dặn. Đây ha quý vị. Lên dặn nhẹ ha quý vị. Lắc. Đây, nọn này chung tí dùng một cái đục này ha quý vị, để âm qua cái lỗ bên kia mới lên cây được, dùng một cái đục nhỏ nè. Cái giá hôm nay chọt vô. Đó quý vị thấy ha. Âm vô bên đây. Để quá rồi, tới đây mình cũng xin khép video tại đây ha quý vị. Quý vị cảm thấy cái này hợp nhãn thì cứ alo cho tí ha. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video clip ha.